来 ，baby。Con đang ở đâu? Bố sẽ đi tìm con ngay thôi. Ở trong tủ bên cạnh giường, bố sẽ tìm thấy con thôi. Oh, trai chân tím, ôi vui ghê. Bỏ ai mình cùng nhau chơi, trai chân tím. Thấy con rồi. Thật là vui quá đi. Giờ mọi người đang ở đâu? Con sẽ tìm cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quả gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con chó. Không, đi trượt tuyết với cả nhà, xuống dốc núi chúng ta sẽ trượt. Chúng ta sẽ đi trượt tuyết, hãy bắt đầu ở vạch kè. Hãy cùng nhau đi trượt tuyết, chúng ta trượt cùng nhau. Bum tia da 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 bum tia da. Cả nhà anh sẽ trượt đi thật nhanh. Nhìn em này em trượt tuyết, bên chân em không thể đi nhanh. Ôi không em bị ngã, sao trong đông tuyết dày. Bum tia da 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 bum tia da. Chúng ta có thể trượt cùng, xuống dốc núi chúng ta sẽ trượt. Nhìn kia em đang trượt tuyết. Anh là người trượt nhanh nhất, nhìn anh trượt nhanh không này. Ôi tuyết đang rơi kìa, ta sẽ tìm được vách kẹo cùng nhau. Hãy nắm tay và ta đến vách kẹo thôi nào. Bum tia da 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 bum tia da. Lâm các con sẽ có phần thưởng. Các con đều giỏi trượt tuyết và cùng tìm được vách kẽ. Các con chăm sóc lẫn nhau giống như một gia đình. Bum tia da 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 bum tia da. Mẹ đem bộ ghép hình 1, 2, 3. Con thích bộ nào? Càng chẳng ba. Con sẽ chọn bộ 1 với bộ 2 của con. Cùng mẹ đem bộ ghép hình 1, 2, 3. Bộ đầu tiên là một chú thỏ. Bộ thứ hai là một chú gà vui nhộn. Bộ thứ ba là chú lợn. Là một chú lợn hài hước. Giờ con sẽ ghép bộ ghép hình chú lợn. Mảnh màu cam này là đầu của chú, và đây mảnh xanh là lá chân chú lợn. Đây mảnh màu vàng là bụng của chú. Giờ con sẽ kéo bộ ghép hình chú thỏ. Mảnh màu đỏ này là đôi tai của chú, và đây mảnh màu xanh dương là của chú thỏ. Đây mảnh màu hồng là bụng của chú. Đây màu cam là chân chú thỏ. Đây xanh là lưng chú thỏ. Nhìn xem đuôi của chú thỏ màu vàng. Đây là chú thỏ của mình. Giờ con sẽ ghép bộ ghép hình chú gà. Mảnh màu cam này là chân của chú, và đây mảnh màu đỏ là cái màu gà. Đây mảnh màu vàng là cổ của chú. Đây màu xanh dương là ngực chú gà. Đây màu hồng nhạt là lưng
một bốn màu đen rực em vơi. Nhà của em đang chơi lớn làm ơn hay đen nhanh. Chúng em sẽ chạy đen ngày ba bi ba. Cháy nương nào mọi người, chúng tới cảnh nhanh kêu người. Hãy lấy dung cụ chăn đường thôi, anh sẽ dùng vòi nước. Làm ơn nhanh lên, phun nước lên những nơi bị cháy. Ôi em đã cứu chị. Ai đó giúp tôi với, ai đó hãy đến nhanh đi, ai đó hãy cứu tôi. Chúng con sẽ chạy đen ngày ba bi ba. Tránh đường nào mọi người, chúng tôi cần nhanh kêu người. Anh hãy nhanh đem sợi dây cho bố. Cảm ơn con cầm được sợi dây rồi. Kéo kéo 1 2 3 4 5. Cảm ơn các con đã cứu bố. Sẽ giúp đỡ bạn trong trường hợp khẩn.